Đời sống Mịch Thứ là ai, làm gì và ở đâu? Vào những ngày cuối tháng 4 trở đi, vùng Mịch Thứ chính thức vào giai đoạn chuyển mùa. Có những ngày Mịch Thứ rả rích những cơn mưa chiều đến tận khuya, cũng có lúc một trận mưa dai dẳng từ sớm hay những cơn mưa nặng hạt nhưng qua mau vào đầu giờ chiều. Và những ngày như thế là thời điểm thích hợp cho những người thợ săn nhái đêm hoạt động. Khi nhiều người đã yên giấc thì các thợ săn nhái bắt đầu công việc. Họ căng mắt gần như trắng đêm để rọi đèn tìm nhái. Nhiều người không biết tưởng săn nhái đêm là công việc dễ dàng, nhưng thực tế rất là kỳ công và cực khổ. Và tối hôm nay, Mịch Thứ thứ 11 theo chân chị Thùy cùng hai em nhỏ là Thúy An và Huy ở thứ 9 rưỡi cùng trải nghiệm một đêm đi săn nhái sau một ngày Mịch Thứ chìm trong cơn mưa từ sớm đến tận khuya. Rồi, mất tiêu một con rồi quý vị. Ê, không được rồi, thấy quá, bị lúng sình quá, không đi được rồi. Sao mà thấy được? Trời, có cái quần mẹ không nhờ. Có quần mẹ con thì nó quên. Đi về rồi, bởi vì sình lúng quá trời. Cho nên là chúng em đã đi về, đi qua nơi khác chúng em bắt nhái tiếp nha bà con. Đưa cái đèn, Thế An đưa đèn cậu ấy. Đưa đèn cậu ấy. Đây. Được một con. Một con nó xíu luôn á. Chỗ nó chạy. Được hai con. Rồi tiếp. Rồi ra lụm. Bây giờ từ đi bắt nhái chúng ta phải đi dứt đâu đó 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 ok chiếc dép ơi, chiếc dép ơi, tao nhớ mày lắm. Đây nè, bên này nè. Biết đâu tôi là không có kinh nghiệm gì hết á, và tôi còn không phân biệt được con nhái với con ếch nữa. Một em
em nữa. Trời. Cầm nha. Cầm chắc không? Cầm chắc. Ê, đau gì nó kẽ, nó tao gì? Cầm dính. Chắc đâu. Rồi sao đèn. Đây là con số 3. Hello em nhái. Anh tên là Miệt Thứ nè. Miệt Thứ chào em. Rồi đi tiếp. Chưa, được chưa? Chưa. Chín không? Rồi tù. Cái hướng này cậu làm gì nào? Thế An soi, thế An soi coi, thế An cầm đi. Tiêu hả? Mất rồi. Trong nhà đó rồi. Phi đoàn bắt nhái cùng Miệt Thứ thứ 11. Nhưng mà tình hình là rất là khó. Ôi. Đi đường này vô hả? Bị lúng. Xíu hả?